trưởng thành và đạt được những thành công rực rỡ khi còn rất trẻ. Tôi lên kế hoạch mở một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng không nung đầu tiên tại Hà Nội. Thừa thắng xông lên, nắm chắc công nghệ, xây dựng được đội ngũ nhân sự giỏi. Sau 10 năm, chúng tôi đã làm thương hiệu vật liệu xây dựng dẫn đầu thị trường. Năm 2002, chúng tôi quyết định nam tiến. Lựa chọn sinh tử, cuộc chinh phạt không khả quan. Tôi nhận thấy rằng là mình cần phải trở thành một phần của nó, mình phải thấu hiểu nó, thì lúc đó mình mới có thể thành công được. Nếu dấn thân vào Nam, tôi sẽ phải bắt đầu từ con số 0. Nhưng nếu tôi không dấn thân vào Nam, dậm chân tại chỗ, nhìn các doanh nghiệp khác vượt mặt trong tương lai. Nhiều đêm trăn trở, thao thức với bài toán của thị trường Việt Nam. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.